33. Hảo Có không? ngon không? Hảo Ngon. không? Tế công tử, từ khi xuất kinh trở về, vẫn luôn nghe công chúa nhắc tới chuyện của ngài. Ta đang nghĩ, rốt cuộc là ai có thể khiến công chúa một lòng như thế? Mấy ngày nay, ta lén quan sát ngài, ta phát hiện, chẳng trách cô ấy lại thích ngài. Bình quý thật sự không đáng để công chúa thích. Tế công tử, ngài là người thông minh. Bây giờ tới Đại Lương, ta tin ngài cũng không phải người sợ chết. Như công chúa nói, ở Trung Nguyên, ngài toàn là kẻ thù. Cha mẹ ngài đều đã không còn. Rốt cuộc ngài còn lưu luyến điều gì? Thực ra ta còn có muội muội, ta còn có... Được rồi, những việc này đều không quan trọng. Ngài biết không, công chúa một lòng hướng về ngài. Xem ra cô ấy chắc chắn gả cho ngài. Thế công tử, ta cho ngài biết, nếu ngài có thê tử ở Trường An, do tính cách của Dương Hậu và Đại Dương, chắc chắn dốc sức truy sát cô ta. Cô nói gì? Ta nói, nếu hai bên muốn hữu hảo, công chúa chắc chắn giữ lại ngài, mà Đại Đường vì để làm quà với Đại Lương, có lẽ sẽ không đồng ý. Ta cho cô biết, Tiết Bình Quý ta không phải là hàng quá. Với lại, Đường Kim Thánh Thượng cũng sẽ không làm thế. Ta biết ngài có khí phách, ta cũng tin ngài thà chết cũng sẽ không khuất phục. Nhưng Tiết công tử, ta nói cho ngài biết, nếu chúng ta thật sự giết ngài, do tính cách của công chúa, chắc chắn sẽ lần nữa khởi binh đánh Đại Đường. Tới lúc đó, nếu vẫn là Tô Long và Ngụy Hộ thống lĩnh, ta tin với để nhất dũng sĩ Đại Lương ta, Lăng Tiêu và công chúa cùng tiến lên, cộng thêm đồng trì trận do Dương Hậu tinh luyện. Tuy đánh phá quân Đường cần một trận khổ chiến, nhưng ta tin nhất định có thể đánh thẳng Trường An. Ta không tin các cô có năng lực này. Ngài đừng không tin, lời ta nói đều là thật. Chỉ cần ngài kết hôn với công chúa, có thể đảm bảo an toàn cho Đại Đường. Nếu ngài có muội muội và người nhà ở Trường An, ngài có thể nói với công chúa, chúng ta đón cô ấy về đây. Nếu ngài vẫn khăng khăng cố chấp, muội muội và người nhà của ngài không chỉ không tìm được ngài, ngài cũng mãi mãi không gặp lại được bọn họ. Nghĩ kỹ về lời ta nói đi. Biểu ca, tìm ta có việc gì? Công chúa, mời ngồi. Biểu ca, trước nay huynh không phải người nói chuyện úp mở, có chuyện gì huynh mau nói đi. Châu Lộ, dân, đưa họ xuống đi, dân. Bây giờ nói được rồi chứ? Công chúa, ta khuyên muội để Tiết Bình Quý rời Đại Lương chúng ta về Trung Nguyên đi. Ta không đồng ý. Đại chiến, nếu muội không đồng ý, e rằng Tiết Bình Quý sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Lời của huynh có ý gì chứ? Có phải mẫu hậu, mẫu hậu bảo huynh giết huynh ấy, có phải vậy không? Huynh nói đi chứ. Đúng, quả thật là Dương Hậu bảo ta giết Tiết Bình Quý. Huynh không làm được.
Huynh là người quang minh chính đại, tuyệt đối không làm ra chuyện nhưng lúc người ta gặp nguy hiểm. Ta quá hiểu huynh. Chính vì muội hiểu ta, cho nên muội phải đưa Bình Quý rời khỏi Đại Lương chúng ta. Ta không cho huynh ấy đi, nhất định ta phải giữ huynh ấy ở lại đây. Biểu ca, giúp ta đi. Đại chiến, vậy ta hỏi muội, hôn sự của chúng ta thì sao? Muội nói đi. Biểu ca, từ nhỏ tới lớn ta vẫn luôn kính trọng huynh, sùng bái huynh. Mọi chuyện huynh làm đều là hình mẫu của chúng ta. Huynh xuất sắc, hoàn hảo như thế. Mỗi lần chỉ cần ta ngẩng đầu nhìn huynh, liền cảm thấy huynh là ngọn núi ta có thể dựa vào. Đại chiến, vậy bây giờ muội còn muốn dựa vào ngọn núi này nữa không? Ngọn núi này vẫn luôn bảo vệ ta, chăm sóc ta. Ta biết hết. Vậy nên chỉ cần ở bên cạnh huynh, ta liền cảm thấy rất yên tâm. Ta sẽ rất yên tâm dựa vào huynh. Nhưng tình cảm này là dựa dẫm, không phải yêu. Ta thật không hiểu. Từ nhỏ tới lớn, ta luôn quan tâm chăm sóc muội như thế. Kết quả chỉ đổi lấy sự dựa dẫm của muội. Trên đời này, huynh giống như ca ca ta, người thân của ta. Ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ huynh. Nhưng huynh quá hoàn hảo. Chính vì huynh hoàn hảo khiến ta có cảm giác xa cách, có cảm giác xa lạ. Đại chiến, ta hỏi muội, nếu không có Tiết Bình Quý, muội có yêu ta không? Không. Huynh biết đó, phụ vương và mẫu hậu vẫn luôn coi huynh là người thừa kế lý tưởng nhất. Từ nhỏ tới lớn, họ luôn hy vọng có thể gả ta cho huynh. Nhưng ta chưa từng nghĩ như thế. Nếu không gặp Tiết Bình Quý, thậm chí ta nghĩ đời này ta sẽ lựa chọn không kết hôn. Vì ở Đại Lương không tìm được người thứ hai xuất sắc hơn huynh. Nhưng bản thân ta trước giờ lại không hề có suy nghĩ muốn ở bên cạnh huynh cả đời. Được, ta biết rồi. Đại chiến, từ nay về sau, Lăng Tiêu ta sẽ không quấn lấy muội nữa.
không phải biểu ca. Huynh chưa từng quấn lấy ta. Huynh như vậy là yêu chiều ta. Huynh vẫn luôn là một chính nhân quân tử. Là ta có lỗi với huynh. Lần trước tới Trung Nguyên, ta đã gặp Tiết Bình Quý. Ta và huynh ấy cùng trải qua hoạn nạn, cùng lưu vong. Ta vẫn luôn không biết sao ta lại có tình cảm rất đặc biệt với huynh ấy. Trước đây ta không biết đó là gì, nhưng cho tới khi ta về Đại Lương, ta phát hiện bản thân luôn nhớ tới huynh ấy. Vậy nên lén theo huynh quay lại Trung Nguyên. Ta liều mạng nghĩ mọi cách, chỉ để lần nữa nhìn thấy huynh ấy. Thậm chí vì huynh ấy xảy ra xung đột với huynh, ta phát hiện bản thân chỉ cần là vì Tiết Bình Quý, chuyện gì ta cũng làm được. Vậy nên ta biết tình cảm như thế này chính là yêu. Đại chiến, muội không cần nói nữa, ta biết cả rồi. Bây giờ ta đã hiểu tâm ý của muội. Ta hiểu rồi. Nhưng đại chiến, nếu thật sự vì Tiết Bình Quý, ta khuyên muội hãy để hắn rời khỏi Đại Lương chúng ta, về Trung Nguyên. Biểu ca, giúp muội với. Chuyện này ta không giúp được muội. Muội xin huynh giúp muội với. Đại chiến, theo ta thấy chỉ có một người có thể giúp muội. Cái gì? Còn để yêu Tiết Bình Quý sao? Vậy nên phụ hoàng, con xin người giúp con gái giới. Không được, không được. Hắn là người Trung Nguyên. Đại chiến, con là công chúa của Đại Lương chúng ta. Vương vị tương lai sẽ do con thừa kế. Trước giờ vương vị không phải do con thừa kế. Mọi người đã nghĩ từ lâu rồi, muốn truyền vương vị cho Lăng Tiêu, không phải sao? Đúng. Nhưng nếu Lăng Tiêu không kết hôn với con, vương vị của bổn vương cũng không thể truyền cho Lăng Tiêu. Đại chiến, dù sao con mới là con gái của phụ vương. Con đừng quên, phụ vương đi thì toàn bộ giang sơn của phụ vương cần con thừa kế. Nhưng phụ vương, người đã quên giấc mơ đó của người rồi sao? Tiết Bình Quý trong giấc mơ cởi rộng xông vào trong lòng người. Nhưng trong mơ không nói cho phụ vương phải gả con cho Tiết Bình Quý. Nhưng phụ hoàng, giấc mơ này chắc chắn có nguyên nhân, chứng tỏ Tiết Bình Quý có thể giúp người Đại Lương chúng ta. Về điểm này phụ vương cũng nghĩ thế. Vậy nên chúng ta nhất định phải giữ Tiết Bình Quý ở lại Đại Lương. Cha gả con cho huynh ấy đi. Cho dù phụ vương đồng ý gả con cho Tiết Bình Quý, văn võ trong triều cũng không đồng ý. Vậy phải làm sao? Trước khi xuất chinh, Lăng Tiêu và con đã định hôn sự. Hôn sự này xử lý sao đây? Phụ hoàng, phía biểu ca, người không cần phải lo. Con đã nói chuyện với huynh ấy rồi. Con đã nói chuyện với nó. Thực ra, cho dù không có Tiết Bình Quý, con cũng không gả cho Lăng Tiêu. Con chỉ có lòng ngưỡng mộ với biểu ca. Trước nay chưa từng yêu huynh ấy. Tiết Bình Quý lại khác. Từ lần con tới Trung Nguyên, lần đầu gặp huynh ấy,
thì con đã thích huynh ấy rồi. Sau này về trong cung, muốn tiến cống ngựa bợm đỏ, người và mẫu hậu không cho con đi. Nhưng con gái vẫn tìm đủ mọi cách lén đi theo. Con gái đóng giả thành binh lính, trà trộn trong đống nam nhân, nhẫn nhịn gió lạnh thấu xương, chịu khổ bôn ba, vì để có thể nhìn thấy tiết bình quý. Con sao có thể làm chuyện như thế chứ? Phụ vương, không phải người từng nói với con sao? Lúc đó người gặp mẫu hậu, chỉ cần người có thể nhìn thấy mẫu hậu từ xa, sẽ không kìm lòng nổi mà tim đập loạn nhịp. Chỉ cần người có thể nhìn thấy mẫu hậu từ xa, người sẽ cảm thấy vui vẻ, sẽ thấy hạnh phúc. Không phải sao? Năm đó mẫu hậu con xinh đẹp như thế, mê người tới thế. Bà ấy nho nhã, đáng yêu như vậy. Con biết mà phụ vương. Những lời này từ nhỏ tới giờ con nghe người kể không chỉ một lần, con đã nghe người kể cả trăm lần, cả ngàn lần. Phụ vương, nếu khi đó tình cảm của người và mẫu hậu thật sự chân thành, nồng nhiệt tới như thế, vậy con gái tin rằng chắc chắn người có thể hiểu được tâm tình con gái bây giờ. Con gái thật sự đã yêu Tiết Bình Quý. Con... Phụ vương, con xin người đồng ý với con đi. Phụ vương, đại chiến, cho dù phụ vương đồng ý, con biết trong chuyện này người không đồng ý nhất là ai không? Là mẫu hậu của con đó. Con gái biết, vậy nên con muốn nhờ phụ vương giúp con gái thuyết phục mẫu hậu. Cũng không phải con không biết tính mẫu hậu của con, bà ấy còn khó thuyết phục hơn cô Dương. Rất nhiều chuyện đều do mẫu hậu con nói là được. Vậy lần này phụ vương làm chủ không được sao? Người dùng lời lẽ nghiêm khắc nói với mẫu hậu con yêu Tiết Bình Quý, không phải huynh ấy thì con không lấy. Sao làm vậy được? Chuyện này phụ vương và mẫu hậu phải bàn kỹ với nhau. Nhưng đại chiến, khả năng mẫu hậu con không đồng ý là rất lớn. Con mặc kệ, con phải lấy Tiết Bình Quý. Mặc kệ lý do gì, con cũng phải lấy huynh ấy. Nếu phụ vương không thể thuyết phục được mẫu hậu, cho dù con gái mất đi danh phận công chúa, con cũng phải lấy. Đại chiến, đại chiến, chuyện này phải làm sao đây? Cô ấy nói đúng. Chỉ cần giết mình, Tây Lương lần nữa khởi binh qua đó, vậy ai đấu lại chứ? Điều quan trọng nhất là người dân Đại Đường ta chịu đau khổ và dày dò như thế. Đây mới là điều lòng ta không thể nhẫn nhịn được nhất. Tiết Bình Quý, ta là đại chiến, đại công tử. Huynh cẩn thận bỏng, uống thêm chút nữa. Công chúa của chúng ta sao phải tốt với ngươi, còn không phải vì ngươi đã yêu ngươi sao? Châu Lỗ, đại chiến dĩ nhiên đáng yêu. Từ khi quen biết tới nay, cô ấy đối xử với ta hết lòng. Chỉ có điều trong lòng ta đã chứa đầy bão xuyến. Bão xuyến vì yêu ta mà chịu thiệt thòi, sỉ nhục và đau khổ lớn như thế. Ta ở lại đây không gặp được bão xuyến, đây là chuyện ta không nguyện ý. Nhưng bọn họ lại không thả ta về. Ta nên làm thế nào đây? Ừ.
Công chúa! Công chúa! Nếu người muốn giết Quỳnh ấy, người giết ta trước đi. Nếu không có Tiết Bình Quý, ta cũng không sống tiếp nữa. Công chúa! Công chúa! Vết thương của công chúa vô cùng nghiêm trọng, đúng thế. Công chúa rốt cuộc sao rồi? Mọi người nói mau đi chứ. Vết thương của công chúa rất nghiêm trọng. Một đao đó suýt chút đâm trúng tim công chúa. Đâm sâu thế nào? Chỉ cần thêm nửa tấc nữa là có thể lấy đi tính mạng của công chúa. Hơn nữa, hung thủ dùng sức quá mạnh. May mắn hắn kịp thời thu tay, nếu không công chúa đã mất mạng. Vậy giờ công chúa có nguy hiểm hay không chứ? Các người nói mau đi. Cô yên tâm đi. Vết thương của công chúa chúng ta đã băng bó lại rồi. Nhưng công chúa mất máu quá nhiều, cần tịnh dưỡng cẩn thận. Vậy mà mang thuốc tốt nhất qua đây đi. Đi mau đi. Dân, tiểu nhân hiểu. Tiết công tử, rốt cuộc là ai giết công chúa? Người thích cách muốn giết không phải công chúa mà là ta. Là ngài. Ai mà to gan vậy chứ, dám xông vào hoàng cung giết ngài. Bình Quý. Công chúa. Bình Quý. Chậm thôi. Thế nào? Quỳnh có bị thương không? Có sao không? Sao cô lại hỏi ta trước? Là cô đã cứu ta, là cô đã nhận một kiếm thay ta. Không sao, chỉ cần Quỳnh không bị thương là tốt rồi. Chỉ cần cứu được mạng của Quỳnh, đừng nói một kiếm này, một nghìn, một vạn kiếm, ta cũng nguyện ý đỡ cho Quỳnh. Ta cam tâm tình nguyện. Cô ngốc thật. Ta thừa nhận ta ngốc. Nếu có thể, ta thật sự nguyện ý sống vì huynh, chết vì huynh. Ta... Cô đừng nói thế. Ta không xứng. Huynh xứng. Từ lần đầu ta gặp huynh, ta đã yêu huynh. Công chúa. Nhưng ta không cần nói gì cả. Ta không quan tâm gì hết. Ta chỉ cần ở bên huynh. Nếu không thể ở bên huynh, ta thà chết. Công chúa. Công chúa, người đừng luôn miệng nhắc tới sống chết mà. Em nói cho người biết, người bị thương, người đầu tiên gặp quả là em. Em mang tội bảo vệ không chu toàn. Nói linh tinh gì thế? Đúng rồi, Châu Lộ. Chuyện lần này, em tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài. Sao không nói ra ngoài được chứ? Nhất định phải bảo Đại Dương bắt hết người làm hại người lại, chém hắn thành ngàn mảnh. Không được. Công chúa, công chúa sao thế? Có phải vết thương lại đau không? Chỉ cần Quỳnh ở bên cạnh ta, ta không đau chút nào hết. Châu Lộ. Được rồi,
Cô đừng nói linh tinh nữa, tránh công chúa lại kích động. Được rồi, ta không nói. Đừng kích động vậy mà, kích động vết thương sẽ đau. Đại Dương, Dương hậu giá đáo. Tham kiến Tây Lương Dương, Dương hậu. Nhà đầu nhà con, rốt cuộc con làm gì thế? Con bé này, sao con tùy hứng vậy chứ? Lại... Mẫu hậu, con nói cho người biết, nếu ai muốn giết Tiết Bình Quý thì giết con trước đi. Con... Đại Dương, Dương hậu, đại chiến có nghiêm trọng không? Công chúa, sao mà bị thương nặng thế? Rốt cuộc là ai làm? Đại chiến, vết thương sao rồi? Không chết được. Đại chiến, muội không nên nói như thế. Lời ta nói là thật. Nếu Tiết Bình Quý thật sự chết, vậy ta cũng không sống nữa. Đại chiến, con nói gì vậy hả? Tiết Bình Quý, tất cả chuyện này đều vì ngươi. Nếu ngươi không tới Đại Lương ta, công chúa cũng không bị thương nghiêm trọng như thế. Khởi bẩm Dương hậu, Bình Quý không cố ý làm hại công chúa, nhưng công chúa bị thương quả thật là do Bình Quý. Vậy nên khẩn xin Dương hậu phạt tội ta. Được. Người đâu? Có, mẫu hậu. Không cho người làm khó huynh ấy. Không ai được làm khó huynh ấy. Đại chiến, con sao rồi? Công chúa. Đại chiến, công chúa. Biểu ca, Lăng Tiêu khởi bẩm Đại Dương, Dương hậu. Nói đi. Đại Dương, Dương hậu, Lăng Tiêu khẩn xin hủy bỏ hôn sự của ta và Đại Chiến công chúa. Việc này... Vì sao? Đúng thế. Lẽ nào con không yêu Đại Chiến nữa sao? Không phải. Hôm nay ở trước mặt nhiều người thế này, con cũng phải nói con yêu Đại Chiến. Vì người ấy con có thể mất mạng. Nếu con đã yêu Đại Chiến, vì sao lại muốn hủy hôn? Dương hậu, vì Đại Chiến gả cho con, người ấy sẽ không vui, cũng sẽ không có hạnh phúc. Không vui, không hạnh phúc sao? Sao có thể chứ? Bổn hậu cho rằng công chúa chỉ có gả cho con mới có hạnh phúc, mới có vui vẻ. Dương hậu, trước đây con cũng cho rằng con sẽ mang tới hạnh phúc và vui vẻ cho Đại Chiến, nhưng hôm nay con mới biết con đã sai. Con không muốn thấy Đại Chiến đau lòng buồn bã như thế này. Dương hậu, Đại Dương, bất kể con có yêu Đại Chiến bao nhiêu, nhưng Đại Chiến không yêu con. Vậy nên dù con tốt với muội ấy cỡ nào, muội cũng sẽ không vui vẻ và hạnh phúc. Vậy nên Lăng Tiêu lần nữa khẩn cầu hủy bỏ hôn sự của con và Đại Chiến, để muội ấy lấy người mà mình thích. Không được. Chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý. Mẫu hậu, Đại Chiến, Tiết Bình Quý, ta muốn từ hôm nay người biến mất trước mặt ta, đừng xuất hiện ở Đại Lương ta nữa. Nếu không, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Mẫu hậu, mẫu hậu, sao thế? Đại Chiến sao thế? Công chúa, Đại Chiến,
Sao thế? Vương hậu, xin khiến đại chiến buồn như thế. Lời con vừa nói, xin người cân nhắc. Đại dương, ta có chuyện muốn nói với Tiết Bình Quý. Người nói đi. Dân, Tiết Bình Quý, đi theo ta. Đại chiến, chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý để con và Tiết Bình Quý ở bên nhau. Mẫu hậu, nếu người không đồng ý, vậy con thà một kiếm đó đâm sâu thêm nữa tấc nữa. Đại chiến, con biết kiếm đó là ta sao? Có đau không? Đau. Thật sự rất đau. Nhưng khi con nhìn thấy mắt của người áo đen đó, khi con biết người đó chính là mẫu hậu, thì con biết tuy một kiếm này đâm trên người con, nhưng đau là trong tim mẫu hậu người. Mẫu hậu, nếu thật sự người thương con, người thật sự yêu con xin người, xin người, vì vui vẻ của con, người tha cho Tiết Bình Quý. Con xin mẫu hậu, để đại chiến nghỉ ngơi đi. Hạ Phượng, ta nói chuyện với nàng. Lệ Na, chăm sóc cho công chúa. Dân, đi thôi. Mẫu hậu, Lệ Na, lời công chúa nói đều là thật sao? Dương hậu, nếu không có Tiết Bình Quý, ta nghĩ đời này công chúa cũng sẽ không vui vẻ. Đại chiến, vừa rồi Lăng Tiêu đã thể hiện tâm ý. Muội đừng lo nữa. Bây giờ người ta lo không phải là Lăng Tiêu, mà là mẫu hậu. Muội biết là Dương hậu, muội vẫn... ta có cách gì chứ? Tỷ biết đó. Một kiếm đó mẫu hậu thật sự đâm xuống, Tiết Bình Quý chắc chắn không thể sống. Vậy nên ta chỉ có thể cược. Nếu ta cản một kiếm đó cho huynh ấy, có lẽ mẫu hậu sẽ thủ hạ lưu tình. Mai Dương hậu công lực thâm hậu, có thể kịp thời thu đau. Nếu không, hậu quả thật sự khó lường. Đại chiến, muội hứa với ta sẽ đừng làm chuyện ngốc như thế nữa, được không? Được, ta hứa với tỷ. Bây giờ phải xem Lăng Tiêu nói dán như thế nào thôi. Tiết Bình Quý, ta muốn nói với người. Ban đầu lúc người uống sai trúng độc, ta đã muốn giết người.
Chỉ có điều Lăng Tiêu ta thở bình sinh không giết người tay không tất sắc. Chính lúc ta đang do dự, đại chiến công chúa đã cứu ngươi. Cô ấy dùng hai con ngựa quý, cả đêm đưa ngươi về Đại Lương, cũng dùng đại phu tốt nhất, dùng thuốc tốt cứu chữa cho ngươi. Không nói tới ơn cứu mạng của mụ ấy đối với ngươi. Mấy ngày đó, mụ ấy bất kể ngày đêm ở bên cạnh ngươi, không chút nghỉ ngơi, liên tục chăm sóc cho ngươi. Chỉ riêng phần tình cảm này, ngươi trả nổi hay không? Lăng Tiêu, ta cho ngươi biết, ta không phải là người vong ơn phụ nghĩa, nhưng ta... Được rồi, các người lưu xuống hết đi. Dân. Ta nói ngươi biết, ta không thể phụ thê tử của ta, ngươi hiểu hay không? Ý ngươi là ngươi có thê tử ở Trung Nguyên, nàng ấy sống cùng ta ở đồi Võ Gia, nàng ấy tên... Không cần quan tâm nàng ấy là ai. Nếu ta đã có thê tử, sao ta có thể lấy công chúa đại chiến làm thê tử nữa chứ? Chuyện này quả thật có hơi khó xử lý, nhưng cũng không phải là không thể. Đại Dương và Dương Hậu yêu thương công chúa đại chiến như thế, họ sẽ vì công chúa dùng người làm phò mã. Nhưng bây giờ là ta không được, ta không thể phản bội thái tử của ta, ngươi có hiểu hay không? Tiết Bình Quý, ta nói ngươi biết, với tính cách của Dương Hậu, nếu con gái người không có được, người chắc chắn sẽ hủy hoại tất cả. Tới khi đó, người chỉ có con đường chết. Tiết Bình Quý, người nghe rõ đây. Nếu người bị giết ở Đại Lương ta, người nghĩ xem thê tử người còn gặp lại được người nữa không? Cho dù chúng ta không giết người, chúng ta một mực nhốt người lại, người và thê tử người sẽ mãi mãi không có ngày gặp lại. Các người không thể dùng thủ đoạn bị ổi như thế đối phó ta. Đây không phải là bị ổi. Người Đại Lương chúng ta làm việc luôn dứt khoát. Ngươi đừng quên, mạng của ngươi là do chúng ta cứu. Bất kể ngươi đồng ý hay không, bây giờ chỉ có hai con đường để đi mà thôi. Xem ra Lăng Tiêu nói với ta là thật. Nếu ta không đồng ý lấy đại chiến, e rằng cả đời này họ cũng không thả ta về Trung Nguyên. Vậy cả đời này Bảo Xuyên cũng không thể gặp lại ta. Nhưng ta ở bên ngoài, ta làm sao nói với Bảo Xuyên ta lấy công chúa khác làm thê tử? Tiết Bình Quý, ngươi do dự lâu như thế, có phải vì thê tử ngươi ở Trung Nguyên không? Quả nhiên ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, đại chiến không nhìn nhầm. Ta có một cách, mong được nghe chi tiết. Ta sắp phải phụng lệnh đi bàn chuyện nghị hòa với hoàng đế Đại Đường. Tới khi đó, ta xin với Đại Dương Dương Hậu đưa ngươi cùng đi, để ngươi cùng ta tới Trung Nguyên. Như vậy, ngươi có thể gặp được thê tử của ngươi. Tiết Bình Quý, trước đó nghe nói phụ mẫu ngươi đều đã mất. Không biết, ngươi còn có người thân khác và bạn bè không? Ta có một muội muội, nhưng đã thành thân. Có vài huynh đệ kết nghĩa, cũng là cô nhi. Vậy thì dễ xử lý. Chúng ta làm thế này. Lấy chút vàng bạc châu báu cho muội muội và những huynh đệ kết bái đó của ngươi, để họ sống cuộc sống hạnh phúc. Còn về ngươi, việc ngươi cần làm là đón thê tử ngươi tới Đại Lương ta. Như vậy, các người có thể hưởng mọi vinh hoa phú quý. Thật sự ta không hiểu, ngươi yêu đại chiến như thế, vì sao ngươi không giành lấy? Giành lấy? Ta lấy gì để giành chứ? Trái tim đại chiến không ở chỗ ta, ta giành kiểu gì chứ? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tiết Bình Quý,
Chỉ cần ngươi hứa với ta quay về Đại Lương, ta sẽ cho ngươi về Trung Nguyên gặp thê tử ngươi. Để có thể quay về gặp Bảo Xuyến, xem ra ngoài đồng ý, ta không còn đường nào khác, chỉ có đợi quay về xin Bảo Xuyến lượng thứ cho ta. Hy vọng Bảo Xuyến đồng ý cho ta lấy Đại Chiến làm thê tử. Nếu không, ta với Bảo Xuyến cùng chết ở đồi Võ Gia. Tiết Bình Quý, thế nào? Nghĩ kỹ rồi chứ?